làm sao để nói với chồng đây? Ô, anh à, em có bất ngờ cho anh đây. Cảm ơn nha, anh cần phải khuấy cà phê. Chờ đã, Opila mang bầu ư? Mình sắp làm ba rồi. Đây là sự thay đổi mà Ban Ban không hề ngờ đến. Ôi thần linh ơi, ba sẽ dạy cho con cách trở thành quái vật. Ba ơi, con sẽ là nhất của nhất luôn. Em mà tin này vui quá đi. Anh muốn nghe thấy tiếng của con. Anh hào hứng như vậy thì em rất vui đấy. Nhưng vẫn còn một bất ngờ đang chờ đợi Ban Ban. Ba đang nghe lén hả? Là chim sao? Trong bụng em có chim ư? Ôi, ba sẽ mang dung về cho các con. Ba ơi, chơi với chúng sao nha. Ba ơi, ba ơi, ba ơi. Giờ mình làm ba rồi. 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 Dạ, chưa từng thấy bao giờ luôn đó. Ai ở trong vậy? Hả? Cho tôi xem với, cho tôi xem với nào. Nói với đồng nghiệp thì chắc chẳng ai tin đâu. Sao có thể như vậy được? Có chuyện gì vậy chứ? Bác sĩ, em bé vẫn ổn mà, phải không? Phải cho trợ lý xem thôi. Lại đây nào. Vâng, bác sĩ Won. Đây, xem kỹ thứ trên màn hình nha, anh Ban Ban. Úp, chắc là lỗi kỹ thuật gì đó rồi. Vậy có nghĩa là sao? Bác sĩ, giải thích chút đi. Bình tĩnh nào, con của anh không có làm sao đâu. Mau đi đi. Nhưng bọn tôi muốn xem ảnh siêu âm. Đúng vậy, bọn tôi muốn giữ lại khoảnh khắc quan trọng này. Được rồi, tôi nghĩ ra thứ này. Dạ, bọn tôi không có ảnh siêu âm nào cả. Nhưng bọn tôi sẽ không quên bác sĩ đâu. Em không muốn như vậy đâu. Không giống kế hoạch đã định gì cả. À, vấn đề là ở đây. Có người tháo dây cắm trên màn hình nên mới bị tắt. Cô có biết là ai làm không? Tôi không biết gì cả. Tôi không hề làm nha. Ai đó giúp tôi với, tiếp sức cho tôi đi. Tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi, vậy cũng không được hả? Ai đó có sổ hướng dẫn để làm chim Opila bình tĩnh không? Ban Ban cần một cái lắm đó. Em đang mang bầu đó nha. Ôi, xin lỗi em yêu, cái đầu của anh, sao anh lại không nghĩ ra chứ? Khác nhau mà. Này, chậm quá, nhanh thêm tí nữa đi. Mang bầu làm cho lưng dưới của em đau quá chừng. Ô, em nói đúng thật đấy. Để mẹ bầu Opila đói khá là nguy hiểm đến tính mạng đấy. Lại nữa rồi. Được rồi, thôi anh hiểu rồi, để anh lo. Xin chào, dịch vụ giao đồ ăn phải không? Hình như là đúng địa chỉ rồi. Mục tiêu của mình đâu ta? Ồ, đây rồi. Tôi đợi anh cả buổi đấy. Anh đem đồ ăn tới cho Ban Ban phải không? Là tôi đó, thấy chưa? May thật, mình không cần phải tìm đúng nhà nữa. Ký tên ở đây nha. Vâng, sao cũng được. Đơn hàng đây. Thật là xinh đẹp. Cảm ơn nha, tôi đi đây. Ngày mới tốt lành. Hình như có gì đó sai sai ở đây. Các bạn thấy sao? Hãy viết bên dưới phần bình luận nha. Thật là mỏng quá đi. Mình sẽ ăn ngay lập tức. Em à, sao em nhìn anh bằng ánh mắt lạ vậy? Opila, không không không, mình nhận ra biểu cảm này. Đợi thêm một chút nữa thôi, đồ ăn tới liền mà. Ngon quá đi. Nhâm. Áo, đau thiệt. Đơn hàng của anh đây ạ. Người giao hàng đây rồi, thật là may mắn. Cảm ơn nha. Chúc ngon miệng. Cứ tự nhiên nha. Ôi, em sẽ ăn no lắm đây. Cái này nghĩa là sao? Anh đặt cánh gà cho em hả? Em đừng làm vậy mà. Được, anh tới số rồi. Đừng có động vào mặt nha. Ước gì mình được xem. Anh sẽ phải hối hận vì đã không chọn em. Cô vẫn ổn cả, em bé không bị gì hết. Vậy thì mừng quá. Kiểm tra cho anh ấy nữa đi. Ôi, em thật là chu đáo. Có vấn đề gì về sức khỏe không? Có thấy buồn nôn không? Không, tay tôi hơi đau chút thôi. Khẩu vị vẫn bình thường. Được rồi, anh ấy không mang bầu, chắc là vậy.
Bác sĩ đùa tôi hả? Cũng rõ ràng mà. Anh nghĩ thế nào chứ? Tôi là bác sĩ phụ khoa mà. Bác sĩ Won, có người gọi anh nè. Cô y tá này cứ làm mình nhớ tới một người. Mở mắt ra đi. Wow, anh ạ, thật là tuyệt vời. Anh đã mua xe đẩy đặc biệt làm riêng cho con của mình hả? Vẫn chưa hết đâu nha, anh có thứ này cho em đây. Wow, em thích không? Mềm quá đi. Hồi nhỏ em cũng có chiếc tổ giống y chang vậy nè. Cảm ơn anh. Ôi, lại đói bụng nữa rồi. Lần thứ 8. Ồ, giờ không phải là lúc đâu. Anh à, sao em vẫn chưa thấy đồ ăn vậy? Thật là bất ngờ quá. Đây, món ăn em thích nè. Ngon lắm phải không? Anh tự bắt đấy. Bữa ăn này còn ngon hơn mọi bữa tối lãng mạn khác. Đến đây nào, quái vật của em. Em ôm một cái nào. Cảm ơn anh vì món ăn nha. Anh làm tốt lắm. Xin lỗi nha, anh có việc phải làm rồi. Anh sẽ trở lại ngay. Sao vậy? Ôi, thôi kệ đi. Cuối cùng cũng về nhà. Mình sải cánh được rồi. Đây rồi. Hả? Ở đâu vậy? Này, chờ đã. Đừng động vào tôi, sang nơi khác đi. Đừng chạy, để tôi giải thích nào. Giống như là 5 năm trước, lúc anh sắp bắt được tôi hả? Nằm mơ đi. Kissimissi, chiến nào. Đừng thòng mà động đến một sợi lông của tôi. Chúng ta nói chuyện đi. Anh tìm nhầm người rồi. Tôi có vũ khí bí mật đây. Ồ, là Pikachu hả? Đau quá đi. Hay lắm. Sợ chưa nào? Ha, bắt lấy nó nè. Ôi, đừng có đùa nữa mà. Đủ rồi, bây giờ thì không thể làm gì khác được. Tôi không cần đâu. Tôi không hiểu, tại sao vậy? Tôi không săn chim nữa. Bây giờ tôi chỉ câu cá thôi. Tôi đồng ý việc này. Sao anh không nói từ trước anh là ngư dân chứ? Ồ, cắn câu rồi kìa. Bắt được rồi. Không uổng công chúng ta ngồi đây 3 tiếng đồng hồ. Đến lúc quên đi thù hằn khi xưa rồi. Ủa anh, Bambalina, anh xin lỗi vì đã chia tay với em. Anh đã tổn thương em. Sao anh lại chọn cô ta thay vì em chứ? Chúng ta là một cặp đôi quái vật hoàn hảo mà. Anh xin lỗi, anh rất yêu cô ấy. Và tụi anh rất hạnh phúc. Em cần thời gian để suy nghĩ. Tùy em cả thôi. Opila, ôi không, em ấy sắp sinh rồi. Phải làm sao đây? Yên lặng nào. Chúng ta phải bình tĩnh. Đi theo em. Phiêu, 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 phiêu. Cố lên nào, tốt lắm, tiếp tục đi. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Cứ thở như em nè. Đây rồi. Em bé ở đâu? Ôi, chúc mừng nha. Quả trứng này rất khỏe mạnh. Ôi, con yêu của mẹ. Thằng bé dễ thương vậy. Nó y chang em vậy. Dễ thương quá đi. Nó có cái sừng giống anh nè. Mình cũng thấy vui cho bọn họ. Tan ca chúng ta đi đâu đó nha. Cũng được. Ai là bé chim ngoan đây? Là con đấy. Điều quan trọng là bây giờ tất cả mọi người đều được hạnh phúc. Vịt hồng đâu rồi? Đừng hòng lừa ba. Sandra, con không được đem chim vào nhà. Không đâu, đây là Opila trong Garten Open Pan đấy. Đưa cho ba. Con chim này lạ gì? Này, gì đây? Ôi, thần linh ơi. Bình tĩnh nào. Ouch. Tôi hiểu rồi. Ôi mẹ ơi. Một ngày trước đó. Sao rồi Julian? Cậu muốn giúp mình chọn đồ chơi nào trong Garden of Ben Ben vậy? Sao? Chờ chút. Đây là các ứng cử viên. Cậu thấy sao nào? Ben Ben hay Opila? Yeah, hay lắm. Mình cũng thích Opila. Ồ, chào các bạn. Bạn thích quái vật nào trong Garden of Ben Ben? Và vì sao? Bình luận cho tụi mình biết nha. Yeah. Cùng làm chim Opila nào. Vật liệu làm đã sẵn sàng. Đầu tiên, hãy làm thân cho chú chim của chúng ta. Nó phải có màu hồng và siêu mềm. Lấy vải và cẩn thận cắt thành hai mảnh giống hệt nhau như hình dáng của thân chim. Hoàn hảo. Tương tự như vậy, chúng ta cũng làm các phần khác của đồ chơi.
Giờ chúng ta sẽ thấy mỏ và cánh. Ta-da! Phép màu của thủ công. Đã đến lúc kết hợp tất cả chúng lại với nhau. Xưởng cắt may đã chính thức mở cửa. Từ từ nào, cẩn thận với cây kim nha. Tốt rồi, nửa đầu đã xong. Làm cái thứ hai nào. Chiếc mỏ gần như đã sẵn sàng. Chúng ta cần làm điều tương tự với phần vải còn lại. Lại đây chú chim nhỏ. Ba la. Mình hoàn toàn dựa vào kỹ năng đấy. Và tất nhiên chúng ta không thể quên đôi cánh được. Chuyển sang bước tiếp theo thôi. Bây giờ chúng ta lộn vải từ trong ra ngoài để đồ chơi mềm và xốp hơn. Đẹp đấy. Đoán xem tiếp theo là gì nào. Đã đến lúc lấp đầy đồ chơi bằng bông rồi. Chà, mềm như mây vậy. Bây giờ chúng ta hãy đặt cơ thể sang một bên. Chúng ta cần làm chân của Opila. Thân cây Chanel khá hoàn hảo cho việc này. Chỉ cần bện nó lại và xoắn cắt đầu lại thôi. Dễ như ăn bánh mà. Và bây giờ chúng ta cắt bỏ phần thừa. Ai nói chim không cần móng chân chứ. Và chúng ta làm điều tương tự với chiếc chân còn lại. Chú chim nhỏ có thể tự tin đứng trên mặt đất rồi. Không ai có thể trốn thoát Opilapus. Chúng ta chỉ cần khâu mọi thứ lại thật chặt. Có vẻ được rồi đấy. Bây giờ dành thời gian cho đôi cánh nào. Chà, người bạn lông vũ, bạn muốn bay chưa? Đừng quên chiếc mỏ nhỏ. Những chiếc đệm đầy màu sắc đã biến nó thành đồ chơi thủ công thú vị như vậy đấy. Đến lúc làm các chi tiết nhỏ hơn rồi. Opila phải có một chiếc màu dễ thương. Nào chú chim nhỏ, thử kiểu tóc mới nào. Kèo nóng sẽ giúp chúng ta. Như thế này. Ô, suýt nữa thì mình quên mất đôi mắt. Đây rồi. Và điểm nhấn cuối cùng, trang trí lông vũ xinh xắn cho cậu ấy nào. Wow, hay thật. Julian, xem mình có đồ chơi tuyệt chưa này. Thích không? Ôi không, cậu làm gì vậy? Đừng có làm đau Opila. Trả lại cho mình. Này, đứng lại. Cậu hư quá đi. Julian, đừng có phá phách nữa. Cậu chạy đi đâu vậy? Này, đứng lại, tên nghịch ngợm kia. Phiêu, mình mệt quá đi. Về nhà rồi. Sao cậu lại làm vậy hả? Ôi, chú chim đáng thương của mình. Cậu phải học cách kiểm soát cảm xúc lại. Nhìn mớ hỗn độn này xem. Khoan đã, tắm cho cậu ấy thôi nào. Sandra không ngờ Julian lại nghĩ ra trò này. Nhưng chắc chắn rằng đồ chơi sẽ được cứu rồi. Xem đống dầu gội tuyệt vời này đi. Mình sẽ tắm cho cậu thật sạch. Và trông cậu sẽ như mới luôn. Tiến lên nào. Xem bong bóng kìa. Chúng ta hãy thử bơm tắm cầu vồng nha. Mình để dành nó cho dịp đặc biệt đấy. Chà, hay thật. Làm gì mà lâu quá vậy? Ủa không. Chờ con một chút, con đang đánh răng. Được rồi. Mà này, chú chim nhỏ, làm sạch mỏ của cậu đi. Cậu có muốn hơi thở thơm mát không? Một chút nữa thôi. Nhanh lên nào. Đây, sạch sẽ cả rồi. Để mình lau khô cho cậu nha. Cả người cậu đều toát lên mùi sạch sẽ. Ô, máy sấy tóc. Ai là món đồ chơi đáng yêu nhất vũ trụ nào? Cậu đúng là không thể cưỡng lại được. Ô, cậu bị thương rồi. Phải băng bó cho cậu thôi. Con ra ngay đây. Cuối cùng cũng xong. Ba tưởng con ngủ luôn ở trỏng rồi chứ. Ôi, tội nghiệp. Đừng có lo. Kỹ năng thủ công của mình tốt lắm. Mình sẽ may cậu lại. Bác sĩ Sandra bắt đầu cuộc giải phẫu. Mình có một trái tim xinh xắn ở ngay đây. Mình nghĩ nó sẽ hoàn hảo với Opila thôi. Tốt, cứ như nó được làm ra cho cậu vậy. Chỉ cần may lại nữa thôi. Ba la, xong rồi. Đồ chơi đã được cứu. Hả? Ôi thần linh ơi. Opila, ma thuật tà đạo gì đấy? Thiệt là tệ quá đi. Này, Opila, mình ở đây. Được rồi. Có chuyện gì vậy? Hả? Con có ổn không? Ba, mọi thứ đều ổn mà. Chỉ là gió thôi. Phiêu, được rồi, bình tĩnh nào. Chúng ta nói chuyện nha. Đủ rồi. Ôi, làm sao đây? À, hay là chúng ta thỏa thuận với nhau đi. Hả? Chờ đã, yên nào. Đi với mình. Đây. Được rồi. Ngoan lắm, không phải la hét đâu. Chúng ta nói chuyện như người có văn hóa nha. Ồ, mình có ý này. Cậu có muốn được thưởng không? Cho ăn hả? Sao? Bắt lấy. Ha, tốt, cậu thích không? Hay lắm, mình cũng vậy. Đây là gì?
À, cậu nói chuyện được hả? À, là gà đó. Xin lỗi nha. Bọn mình sẽ tổ chức tang lễ cho cậu ấy. Đừng có giận mình nữa mà. Đáng thương quá đi. Thật là kinh khủng. Đừng khóc mà. Đây, bọn mình sẽ không quên cậu đâu. Nghỉ yên nha. Mình làm cái này. Mình sẽ đặt nó ở đây. Xin lỗi nha. Cứu! Là cậu ta. Sao vậy? Có chuyện gì nào? Không. Tên quái vật này. Ôi trời. Oops. Có vẻ như bạn chim nhỏ bị Julian dọa sợ rồi. Yêu, thật hả? Thế này không ổn đâu. Tạm biệt. Này, gì vậy? Mình nên làm gì đây? Được rồi, mình phải tới trường. Đừng để ba thấy cậu. Đã rõ chưa? Tốt, ngủ ngon nha. Phew. Gì vậy? Sao cậu ấy dám? Cậu sẽ phải trả giá. Mình có ý này. Sandra không lường trước được điều này đâu. Kể cả Houdini cũng phải trầm trồ trước chiêu này thôi. Có vẻ Opila lại muốn ăn rồi. Cái này ngon quá đi. Nhom. Mình muốn ăn nữa. Mình ngửi thấy mùi đồ ăn này. Được rồi, bắt đầu thôi. Bài hát của Neil. Tôi thích ốp lết, thích lắm đấy. Không có gì ngon hơn đâu, nói thiệt luôn. Đập quả trứng, cho vào tô, khuấy nó lên, khuấy đều. Yeah, ha. Có đồ ăn trong này hả? Giờ thì cho thêm tí muối vào. Khuấy đều lên, theo chiều xuôi. Vừa nhanh nhẹn, vừa nhẹ tay. Suýt nữa thì quên, thật là may. Đến đây nào. Oops. Wow. Được rồi, mình tức lên rồi đó. Con chim này to thiệt. Ôi trời, cái gì vậy ta? Hả? Thế này tốt hơn nhiều nè. Này chim, cậu ấy đâu rồi? Đúng là thảm họa. Áo! Opila, cậu đi đâu rồi? Con vịt hồng đó đâu rồi? Đừng có hòng lừa gạt ba. Xem ra, con không được đem chim vào nhà. Không đâu, đây là Opila, đồ chơi mà. Đưa nó đây cho ba. Chú chim này lạ nhỉ? Này, gì vậy? Ôi thần linh ơi! Bình tĩnh! Ouch! Khoan đã, tôi hiểu rồi. Ôi mẹ ơi! Đứng yên đấy! Ha! Được rồi! Ôi, cậu ấy hóa nhỏ mất rồi. Chúng ta gặp may đấy. Đủ rồi, không đi săn gì nữa. Mình phải chọn thú vui mới thôi. Hay là học đan len nhỉ? Dạ, ý không tồi. Cậu ngồi đây và nghỉ ngơi nha. Mình xin lỗi vì để việc đi đến nước này. Nghe nói có cô bé nghịch ngợm sống ở đây. Chúng ta sẽ thành bạn tốt đấy. Vì bản chất của ta cũng cực kỳ tinh nghịch. Trước hết, ta sẽ đi khám phá đã. Mùi thật ngọt, Sandra. Ôm hết ghi quơ ghi cô đơn này nha. Nằm mơ đi. Bất ngờ đánh sinh vật nhiệm màu ư? Định chơi trốn tìm hả, chim nhỏ? Đừng dọa cô bé. Không thoát được đâu, Huggy. Cốc cốc. Bắt được rồi. Game thủ thông minh sẽ tìm được cách trốn thoát. Lại trốn mất rồi. Đứng yên. Cái ôm đang đợi đây. Mình có thể chạy lâu hơn. Cần nghỉ ngơi hả? Huggy không chịu thua cuộc đâu. Những cơ hội càng tệ hơn rồi. Cậu đây rồi, đồ nhỏ bé. Anh nửa thiêu cháy đôi mắt của tớ rồi. Tập trung nào. Hào quang cho kẹo mèo. Ta đã trở lại. Wow, cậu nên xem lại chế độ ăn đi. Kinh quá đi mất. Mua cả kem đánh răng nữa. Trời ạ. Mình biết là người chơi thứ 15 đã hư rồi. Đến lượt mình. Mình phản công nè. Sát thường quá đi. Nhét tay vào mũi là không cần thiết lắm. Cậu thế nào rồi? Để mình yên, sinh vật xấu xa. Mình không muốn rụng lông vì sợ đâu. Xin lỗi, mình chỉ đùa thôi. Ở đây an toàn rồi. Xem nè, cậu sẽ bớt sợ hơn đó. Ồ, là Kissy, bạn yêu. Mừng là chúng ta đã thành bạn.
Mình nghĩ nếu cậu ở với mình một lúc thì tuyệt lắm đó. Cứ tự nhiên nha, Huggy. Có lẽ não của mình quá to so với cái bao có lông này nè. Cậu ấy hài hước quá. Ô, người chơi trước dở thật. Mình tiếc cho số phận của bạn dù bạn là ai, nhưng bạn phải sống trên một chiếc khăn đáng yêu. Lúc nào cũng đẹp. Cậu ấy ngủ rồi. Mong quá đi mất. Sandra đang nghỉ ngơi, nhưng điều gì đang đợi cô nàng với thú cưng thế này? Mình mơ thấy ba trở thành World Cup tốt. Tóc xanh hợp đấy. Huggy đâu rồi? Quay trở lại TV rồi hả? Thì ra chỉ là giấc mơ thôi. Thật ngốc khi hy vọng mà. Mình phải chọn một bộ thật buồn hôm nay. Nhưng nếu rơi ra thì đó là định mệnh rồi. Cậu vẫn còn ở đây. Yeah. Cảm ơn vì đã không ăn người chơi. Nhanh nhanh trốn sau đống đồ đó đi. Chào buổi sáng con yêu. Đã dậy rồi hả? Ta có nghe tiếng gì lạ lạ. Đã chơi chế độ khó. Đi nào ba ơi. Ba đâu thể đến cơ quan trễ được phải không? Và đến giờ ăn sáng rồi. Nó đi theo mình. Sao nó quay lại được vậy? Uống trà không nào, ngài Woggy. Huggy, muốn thay đồ không? Đó không phải là thứ cậu nghĩ. Mình đang đọc lại thoại thôi. Thư giãn và ăn đi này. Đồ ăn. Bình tĩnh, đồ lông lá. Đừng có làm hư cái đĩa. Cậu đã làm gì vậy? Cậu đi và giải thích với ba về sự cố này đi. Khi đói mình không còn là mình nữa. Ăn bằng đồ dùng một lần đi. Nếu không cậu sẽ bị phạt. Hiểu rồi thưa sếp. Được rồi, lần đầu tiên chẳng may lắm. Cùng chờ bất ngờ nào. Hy vọng điều này có nghĩa là mình sắp có người bạn quái vật mới. Run rẩy đi, con người kia. Hãy cư xử đúng mực đi, mình sẽ về nhà trước ba. Hiểu rồi, mình đang bị khủng hoảng tâm lý. Nhưng trong lúc đó, mình có thể chuẩn bị một vài điều siêu bất ngờ cho cô bạn này. Con người có đời sống thật thú vị. Chiếc thảm trông giống như em họ Richie của mình vậy. Ô, chào Sandra Mini, mình chưa quen đâu. Hy vọng là chúng ta có thể trèo lên tầng 20 vì lý do nào đó. Càng nhanh càng tốt. Tuyết, người chơi thứ 49 hôm qua. Sandra đã nhắc về kiểu cọ này rồi. Chúng có kích cỡ giống nhau nhưng đâu còn lựa chọn nào khác. 100 cái được đấy. Có vẻ ổn. Mình sẽ hạ gục nạn nhân bằng kẹo bạc hà. Đợi đã, đây không phải là tàu lau rửa hả? May quá đi mất. Yahoo. Hôm nay chẳng tốt lắm. Không nghĩ nữa, làm việc thôi. Mình sẽ phải kiểm tra chỗ giấu nổi tiếng nhất. Đứng yên nào cô gái. Và chiếc hộp này là dấu hiệu tốt. Đến tiệm cầm đồ thôi, bé yêu. Họ còn thứ gì khác không nhỉ? Chiếc khăn tay bằng vải sẽ không dính lên lông đâu. Lỡ như có các xác chỗ khác thì sao nhỉ? Người nên gõ cửa, chàng trai à. Đừng lấy linh hồn của mình. Ta nghe thấy mùi hoa. Trời đất ơi, hãy để con quên nó đi.